vì lừa đảo qua Apple Pay 1,5 triệu đô la Mỹ, bộ tư pháp Mỹ vừa buộc tội Daniel Butler, 30 tuổi đến từ Miami, Florida Mỹ, vì âm mưu lừa đảo bằng dịch vụ thanh toán Apple Pay. Butler trước đó đã nhận tội với các cáo buộc, trong khi ba đồng phạm khác cũng bị kết án. DOJ thông báo Butler bị lãnh án 54 tháng tù vì tội tổ chức đường dây lừa đảo và hành vi trộm cắp danh tính. Theo cơ quan điều tra, Butler và đồng phạm đã lừa đảo ít nhất 477 thẻ tín dụng rồi liên kết với Apple Pay trên iPhone. Từ đó chúng sử dụng iPhone của mình để mua hàng và thanh toán qua Apple Pay tại các nhà bán lẻ. Tổng cộng nhóm tội phạm này đã thực hiện chót lọt các giao dịch mua hàng trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ. Ba trong số những kẻ đồng mưu của Butler đã bị kết án và hai người nữa dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 12 tới. Dù dịch vụ Apple Pay khá an toàn, nhưng quá trình xác minh của các ngân hàng và tổ chức tài chính thường là liên kết yếu. Vào năm 2015, một báo cáo cho thấy nhiều ngân hàng có liên kết với Apple Pay không thực hiện các bước xác minh cần thiết dẫn đến gia tăng các gian lận bằng dịch vụ thanh toán apple pay